Thưa quý vị, mì ăn liền là loại thực phẩm khá quen thuộc với đa số người tiêu dùng. Hầu hết chúng đều có mặt tại các gia đình, bắt nguồn từ Nhật Bản, nhưng nước ta là một trong những nước tiêu thụ mì ăn liền hàng đầu tại châu Á. Sở dĩ được ưu ái lớn từ người tiêu dùng bởi mì ăn liền đáp ứng rất tốt các tiêu chí như tiện lợi, chế biến đơn giản, không mất nhiều thời gian. Song nếu cứ lạm dụng mì ăn liền một cách thường xuyên bằng việc thay thế chúng cho bữa ăn chính thường ngày, thì điều này tất yếu sẽ đem lại kết quả không tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Những gian hàng bán mì ăn liền trong siêu thị luôn đông khách. Phần lớn người tiêu dùng đều ưa chuộng mì ăn liền bởi cách thức chế biến nhanh, gọn, không tốn quá nhiều thời gian của họ. Ông nhà tôi thì bận việc dạy học, thì hầu như sáng nào anh cũng sử dụng mì tôm trước khi đi dạy. Còn tôi thì đôi lúc thích sử dụng hủ tiếu hơn là mì, nhưng cũng vẫn là thức ăn liền. Nói chung là tại vì nó tiện lợi thôi, ví dụ như sáng mình không có thời gian, mình có thể trong vòng khoảng 3 đến 5 phút là mình có thể ăn rồi. Hiện thị trường mì ăn liền rất đa dạng, nhiều mẫu mã sản phẩm bắt mắt, nhiều giá thành khác nhau, đa dạng hương vị từ bình dân cho đến cao cấp. Và nhiều người tiêu dùng cũng dần thay thế bữa ăn chính của mình bằng mì ăn liền. Có khi làm biếng nấu cơm rồi chiều đó ăn đại mì đó, đi cứ đổ nước sôi vô ăn, cứ có giá bỏ rau, không có ăn không vậy cũng được, không sao. Thưa quý vị, qua phóng sự ghi nhận vừa rồi thì cũng có thể thấy là các sản phẩm mì ăn liền hiện nay trên thị trường đang rất được sự ưa chuộng của nhiều người tiêu dùng. Nhưng mà việc sử dụng các sản phẩm mì ăn liền thì cũng phải có những lưu ý để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Để biết được những lưu ý này như thế nào thì sau đây xin mời quý vị đến với cuộc trò chuyện ngắn với bác sĩ Trần Ngọc Lô Phương, trưởng đơn vị tiêu hóa can thiệp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa bác sĩ Lưu Phương, là hiện nay là nhiều người tiêu dùng đã sử dụng mì ăn liền từ bữa ăn phụ để dần chuyển sang bữa ăn chính. Thì liệu rằng trong các bữa ăn của mình như thế mà mình chỉ sử dụng mì ăn liền không thì đã đủ thành phần dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể chưa? Thông thường trung bình trong một món gói mì ăn liền thì nó sẽ cung cấp cho khoảng 400 kcal trung bình vậy thôi. Thì cái năng lượng đó, một người bình thường như tôi là Thành đây, thì một ngày cần khoảng 2.000 kcal. Vậy về lý thuyết mình ăn 5 gói mì ăn liền ngày là đủ năng lượng. Trong cái 400 kcal đó thì thường thường là nó khoảng 50-60% nó từ cái chất bột, tức là sợi mì ấy, và khoảng 45-50% còn lại, 40% còn lại là từ chất béo. Và nó chứa rất là nhiều muối. Cái thứ hai là nó thiếu cái chất xơ và chất những cái vitamin và khoáng chất như là mình hay gọi là rau xanh, rau củ quả. Đâm ra là mình không nên để nó thành bữa ăn chính, ăn ngày qua ngày. Sợi mì thì mình biết là nó cũng là chỉ làm sợi mì như mình ăn mì bình thường, thì nhưng mà họ sẽ được chiên lên, chiên những cái thức ăn fast food mà chiên bằng dầu ăn để nhanh thì nó có vấn đề là tạo ra một cái gọi là trans fat, tiếng Việt mình dịch ra là chất béo chuyển hóa. Những nhà khoa học và nhất là những người nhà bác sĩ chuyên về tim mạch, họ thấy trans fat này nếu mình ăn nhiều quá thì nó dễ tích tụ lại, nó gây béo phì, gây béo bụng, béo phì, và có thể làm tăng rối loạn mỡ máu, làm tăng cái những nguy cơ về những cái bệnh của thời đại, ví dụ như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh mạch vành gì đó. Vậy thưa bác sĩ, nếu mà mình lạm dụng mì ăn liền quá mức thì có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mình, đặc biệt là hệ tiêu hóa? Xét về mặt khoa học thì nếu mà mình ăn mì ăn liền nhiều quá thì cái việc cân bằng dinh dưỡng nó không tốt. Thứ hai là về hệ tiêu hóa, mình thiếu hoàn toàn chất xơ và rau xanh là nguy cơ ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hóa, ung thư ruột, ung thư dạ dày, nó tăng lên đáng kể. Ngoài ra trong những gói bột nêm, không riêng gì mì ăn liền hay là những cái sản phẩm khác mình dùng bột nêm, thì thường thường nó có một cái chất gọi là phosphat, thì cái nó ngon, ăn bình thường, lâu lâu ăn một gói mì ăn liền không sao hết, nhưng mình cứ ăn ngày qua ngày thế thành bữa ăn chính, thì ăn nhiều lạm dụng cái chất phosphat thì có thể dễ bị loãng xương hơn cái người bình thường ít ăn. Cái chất đó nó làm cho khó tạo xương hơn. Còn riêng về hệ tiêu hóa thì mì ăn liền thì tương đối khó tiêu hóa, tức là cái hệ tiêu hóa chúng ta mà xử lý được cái mì ăn liền đó, thì nó chậm hơn bình thường, và đặc biệt sẽ cảm giác là lình xình bụng khó tiêu, nhất là những người có bệnh về viêm loét dạ dày thì nên hạn chế ăn mì ăn liền. Tôi chỉ đề cập với những cái khía cạnh khoa học về mặt dinh dưỡng, là nếu cái gì mình lạm dụng quá nhiều thì đứng về mặt phân tích thì nó có những cái nguy cơ đó thôi.
Thưa bác sĩ Lô Phương, để dùng cái sản phẩm mì ăn liền khoa học và không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thì người tiêu dùng nên cần những lưu ý gì khi sử dụng? Mì ăn liền vẫn là món ăn để phòng những lúc mình đói mà không có cái gì giải quyết thì mì ăn liền vẫn rất ngon. Bản thân tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng mì, ví dụ tối tôi làm việc khuya, tôi đói bụng quá thì mì ăn liền vẫn là một món ngon. Nhưng mà tôi không có sử dụng thường xuyên. Nếu mà tốt thì mình lấy ra mình chế qua nước sôi một lần, ít nhất một lần, rồi xong mình mới bỏ vô cái tô đó, rồi mình mới đổ nước vô, rồi xong rồi mình bỏ thêm thí dụ là cà hay là những cái rau, rồi những cái đó tôi nghĩ trong mỗi gia đình mình có thể để, mình không cần đi chợ hàng ngày, mình có thể để trong tủ lạnh, rồi sắc cắt thêm vài miếng thịt bỏ vào thì tô mì vừa ngon vừa cân bằng dinh dưỡng và đầy đủ chất, thì chứ không có lý do gì mà nói không. Vấn đề là mình điều chỉnh cho hợp lý. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin chia sẻ vừa rồi.